Và mình là Simulai và chào quý trở lại video của mình. Và chọn được vào video nếu bạn sợ con rồng của quỷ mạnh nhất trong bài rap. Ta-da! Và các bạn đừng quên để nút đăng ký, nút like và đừng quên bình luận phía dưới nếu các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem vui vẻ nhé. Annyeong. Ok, trồng một cây nữa. Trồng một cây nữa là đủ. Rồi. Yeah, cuối cùng mình đã xong số bộ rồi. À, khổ quá. Trời đất ơi, chặt bao nhiêu đống kè không biết có đủ sống không nữa. À, ok, bây giờ mình sẽ cố gắng thôi, ngày mai sẽ có tiền. À, là thế chứ cũng vẫn khổ. Sống bao nhiêu năm nay vẫn đi đón cuộn bình thường ấy. Hoáy nhá. Ủa bữa nay bây giờ trời tối phết nhở. Wow, đẹp chưa kìa. Ok, bây giờ mình sẽ về thôi. Na 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 na. Ai đâu rồi giờ? Ủa? Gì đây? Một quả trứng gà. What? Mình đổ vào một quả trứng gà, mình bị sốc mặc lờ luôn. What the heck? What? Ok, một quả trứng gà nghị lực khiến cho mèo Simi đã gục ngã. Ok, ủa tại sao một quả trứng gà đứng trước ở đây đó? Hay là một con gà đi ngang qua đẻ đó. Ok, đây là một quay như một sự may mắn vậy. Ok, mình sẽ đem trứng gà này, mình sẽ đi luộc làm trứng gà nướng các thứ. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi về nhà thôi nè. Ok, về nhà thôi nè. Ui, ta 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 ra, ta 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 ra. À, chẳng quê. Làm bao nhiêu thứ mà chả đủ. Ok, chúng ta có một quả trứng gà may mắn vậy. Bây giờ cũng tối rồi. Mệt quá. Ok, ngon ngủ ngon. Ok, chúc ngủ ngon nhá. Oyasumi. Ok, trời sáng rồi. Quá, mẹ ngủ chưa tí mà. Áo ơi, nồi chiều ốp la ăn. What the? What? Ủa đây là quả trứng. Ủa lúc nãy đó là quả trứng gà mà sao giờ là nó lại. What? What the? Wow. Ủa đây là, hay là đây là quả trứng của rồng lửa ta? Ủa rồng lửa bị hiếm luôn á. Wow. Trời ơi, sướng nhở, cuối cùng ước mơ của mình có một quả trứng rồng trở thành hiện thực luôn á. Hay hả? Wow. Oh my god. Ủa nhưng mà làm sao để trứng rồng nở ra? Theo mình nhớ một cách thông thường á, thì phải cho trứng rồng, nướng trứng rồng lên á. Ở như vậy á. Thì theo mình nhớ để làm rồng nở thì nó cũng hơi mất thời gian một tí, nhưng mà không sao. Thì chúng ta sẽ đặt trứng rồng ở chỗ này. Đó. Và sau đấy mình sẽ dùng một cái bật lửa. À, mình cầm đây đã. Mình sẽ dùng một cái bật lửa để. Đó. Ồ, các bạn để ý không? Nhìn nó xoay chuyển nha. Thế những cái này cũng sẽ mất thời gian một tí, nhưng mà nhá, mình sẽ ngồi chờ đợi thôi. Nhưng mà nhìn nó ngộ phết nhở, nhìn nó xoay tròn kìa. Ngồi mà cảm giác như đang kiểu nấu trứng ốp la luôn á. Ok, xoay đều, xoay đều. Ui, ui, ui. Ok, mình. Oh my god. Kìa. Wait, bé ơi, bé xong rồi, bé xong rồi, bé xong rồi. What? Oh my god. Ôi, các bạn nhìn nè. Ủa sao con dấu nó đổi lên vai mình hay hả? Hello. Hello các bạn mới. Ồ, quả trứng nó nở nè. Ủa tại sao có cái chat ở đây này? Một cái đống gì đấy, một cái sừng à? Một quyển sách. Ủa đây đây. Ủa lúc nãy mình nói mà đâu thấy nó đâu ta. Ủa trứng rồng ơi, em đợi tí nhá. Đây chính là quả trứng rồng lửa. Nhưng đây không phải là một con rồng bình thường, mà nó chính là con rồng của quỷ. Phải chăm sóc nó một cách đặc biệt thì nó mới tiến hóa được. Ồ, thì đây là con rồng của quỷ à? Hay à? Wow, mà nhìn nó dễ thương quá. À đúng rồi, để mình xem nào. Rồng ơi, trong giờ nó có này không biết nó ăn lên được không ta? Rồng bận tận. Ủa thì ăn được nè. Rồng bận tận.
Ôi tao bất tật. Ôi ôi. Ôi đừng chạy lung tung. Ôi. Ôi. Ơ. Đâu. Ok ok. Ồ. Đây chính là thức ăn chấn của con rồng. Ồ. Đây là con rồng của quỷ đó. Wow. Nhìn ngầu dữ ha. Oh my god. Ok thì theo cuốn sách đấy nói là mình phải chăm sóc nó một cách rất là đặc biệt. Nó mới tiến hóa được. Ok. Giờ mình sẽ ôm sắp tối rồi rồng ơi. Bây giờ mình nghĩ mình sẽ cho con rồng mình vào nhà vậy. Đó. Ôi trời tối rồi. Thôi nhà mình bị mất một nửa này. What the. Ủa. Ủa sao đây cũng bị mất nè. Ờ không biết chuyện xảy ra cả. Mình sẽ đổi nhà vậy. Ờ đúng rồi mình phải lấy cái cửa nữa. What the. Không biết có phải có ra em rồng này không ra. Chẳng biết nữa. Ok ông ơi ông đi ra tôi lấy cái cửa phát. Ui. Ok chúng ta sẽ. Trời tôi lấy cái cửa. Ok cảm ơn. Lấy này luôn. Thank you. Ok mình có thể sao cái nhà nó bị mất một nửa. Đây mình sẽ di cư ở đây vậy. Rồi chúng ta sẽ ô hai bà crash. Ờ cho quay xuống ngay. Ồ. Có vẻ đây là cấp 1 của con rồng đúng không ra. Nhìn nó hơi nhỏ. Ôi, nhưng mà nhìn dễ thương quá. Kill me. À mà con này là gì đây. Dragon hole. Đây chính là cái mà thu phục rồng đây á. Ồ. Ồ, thì cái này là kiểu mình có thể cho con rồng vào đây nếu mà mình kiểu thấy nó vướng mắc quá các thứ. Ồ, ok ok. Thì theo mình thấy là mình sẽ có cái này cho con rồng lớn lên lớn lên. Đó. Ồ. Oh my god. Ôi. Nó lớn dần nè. Thôi nhưng mà cái này là mình kiếm ở đâu ra? Mình chả biết nữa coi. Ồ, còn xinh là các thứ không? Ồ, con rồng lớn nó vận động in mai mình nè. Ồ, ok thì mình nghĩ ok rồng ơi, chúng mình sẽ cùng đi kiếm nguyên liệu để cho em ăn và lớn lên nhá. Ồ, nó nhìn đúng ngầu lắm các bạn. Một con rồng đậu lên vai tụi mình có vẻ rất là ngầu đúng không? Ồ, không biết là kiếm thức ăn của rồng ở đâu ta. Trời ơi, nhìn chỗ này rộng lên đấy chứ có thức ăn của rồng ở đâu rồi. Con rồng càng ngày càng to này các bạn ơi. Oh my god. Ôi nhưng mà nhìn cũng thấy thú vị phết nhở. Ủa gì đây. Ồ, cái chỗ này có cái sắt phép luôn à. Ồ, có gì nè. Wow, có tặng băng luôn. Con nhỏ. Ôi để mình coi coi. Gì đây. Ủa đây. Đây là cái gì đây. What. Ủa đây thức ăn của rồng này. Ở đây hai cái sắt à. What. Ở đây là. Đây chính là thức ăn của rồng. Ôi nhiều nhá. Trời ơi. Trời ơi, kiểu như ai ba cho mình luôn á. Ok. Còn này là áo giáp của rồng à. Ủa mà. Ủa sao con rồng này nói to vậy à? Đấy nhỏ ơi. Đây là áo giáp của rồng đúng không. Bởi vì nhìn cái đầu này y chang con rồng luôn. Gì đây. Truyền thuyết kể rằng ai lấy được thân kiếm lửa và áo giáp rồng thì sẽ trở thành người mạnh nhất. Ồ. Thế luôn á. Ôi để mình coi bé rồng này mặc được không nhá. Ồ mình mới có áo giáp rồng. Ok rồng ơi. Mặc thử coi này. Ui nhìn em ngầu quá à. Wow. Ui ngầu chết rồi luôn á. Ờ nhưng mà sao em cứ kiểu vậy nhờ. Ngại á. Wow nhìn rồng oai nghiêm quá à. Ờ nhưng mà hơi nặng một tí nhá không sao. Ồ mình có một số lương thực lớn luôn. Ờ. Ủa sao mình cảm giác là cái làng nó càng ngày càng nát nhỉ. Kiểu hôm trước này bây giờ nó là thằng này luôn. Mình không biết phải do con rồng này không nhở. Mình cũng hơi nghi một tí nhưng mà không sao. Đây. Đó cái rồng số này nhá. Ồ nhìn rồng đẹp quá à. Chuyện nhất kể rằng là ai lấy được khăn kiếm lửa và áo giáp rồng á. Cái thứ này có tồn tại đây luôn á. Ồ mưa rồi kìa. Ờ, mình không thích mưa cho lắm đâu. Ôi, sấm sét nữa. Cảm giác mưa. Ok, mình còn ngủ quá. Mình ngủ một tí vậy. Ok, rồng, em ăn đây một tí nhá. Ok, trời mưa rồi, ok, ngủ ngon nhá. Mưa đi giờ. Ok. Trời sáng mà. Ok, chào em trong buổi sáng nhá. Ok, chào em ăn này.
À, chỉ cảm giác là cho em ăn là càng ngày em càng mập á. Ok, đi ra buổi sáng thôi. Ôi giời ơi, nhưng em hơi to rồi nhá. Ok, chị thấy em hơi to rồi đó. Không đùa đâu, các em phải giảm cân mới là à, giảm cân à, thôi đi tập buổi sáng. Ủa, to quá à, đâu. Ủa, gì đây? Ủa, em to quá. Ủa, em to thật đó. Ủa, gì đây? Ủa, sao tự nhiên có chết? What? Ủa, tự nhiên có... Ủa, em... Ở đây mình để em rồng vào nhà đã. Con rồng nó to quá. Em nằm luôn đi. Ồ, đây là gì đây? Tự nhiên có một cái dưa ở nhà mình. Một cái gì đây? Đây là bản chế tạo. What? Là sao? Ồ, ồ, quên mất. What the heck? Cái gì đây? Ồ, có một cái... Cái súp lửa. Với lại là cái cự sắt chứ. Cái đây. Hãy cho con rồng của ngươi lớn lên và thuần hóa nó và hãy cứu thế giới này vì rồng ác đã xuất hiện. Hãy coi chừng. Ồ, thì đây là cái công thức mà chế tạo cái kiếm lửa đúng không? Sau đấy mình sẽ bỏ vào một cái ua đâu đó. Thì mình hiện sau khi mình có hết hoa lửa, xúc lửa và thốt lửa, mình sẽ bỏ vào bàn chế tạo này rồi sau đấy mình sẽ chế tạo ra được cái kiếm lửa. Ồ, bây giờ mình có xúc lửa nè. Ồ, nhưng mà cái cuộn sắt nó bảo mình đó là mình phải cần làm cho con rồng này lớn lên. Cách mà làm con rồng mình lớn lên chỉ có cách là làm cho nó ăn thôi. Sau đấy mình sẽ thùng trụng nó. Ok ok. Nhiệm vụ chúng ta rất đơn giản thôi. Ok, rồi. Rồi ơi, chị xin lỗi nhưng mà em phải ăn rồi. Ui, ui. Rồi ơi, càng cho nó ăn càng lớn bao nhiêu. Ui, ui to rồi. Oh my god. Ôi, được chưa, được chưa? Ơ, chết rồi đã. Ôi, được rồi nè. Oh my god, mình thân trụng được nó rồi ta ơi. Ủa hay quá. Ok ok. Rồi, bây giờ mình đã thân trụng được con rồng rồi. Wow. Ôi, nhìn nó đúng kiểu ngầu lắm các bạn ơi. Quay. Mà nó phá hoại hơi bị cân quá. Ok, thì nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm hoa lửa và thuốc độc lửa. Bởi vì mình đã có súp lửa rồi. Nhưng mà sao mình biết cái kia nó ở đâu được. Ủa, tại sao lại có một cái làng ở đây đó? Mình xuống đây quay. Trong quay xuống quay. Nhớ làng mình làm gì có cái làng nào ngoài này đâu ta. Xuống quay. Hey. Ok ok, rồng mẹ ở tạm trong này á. Một ngôi nhà thật đáng nghi. Không biết có phải trong này không ta. What? Ủa đây là... Ủa đây là đầu lâu của rồng mà. What the... What? Ủa đây là... Ôi, lửa nè. Ồ. Tức là mình sẽ đi kiếm những cái đầu của con rồng này. Sau đấy mình... Cái đầu rồng nó sẽ cho mình ăn mồi đúng không? Trời ơi hay à. Trời ơi quá tốt luôn. Ok, mình đã có hoa lửa, súp lửa. Bây giờ mình chỉ cần là... À đúng rồi, thuốc độc lửa, đúng rồi, thuốc độc lửa. Hay. Hay. Rồi ok, đồng hồi đi thôi. Hay. Ôi, bay lên. Ok ok. Nhưng mà làm sao mình biết được cái đầu lâu tiếp theo nó ở đâu ra? Đâu nhỉ? Ồ, nó kia kìa. Có một cái đầu lâu, có một cái đầu lâu. Tuyết à? Ủa, tức là đây là con rồng tuyết đúng không? Ồ, đem về làm kỷ niệm. Yes, chúng ta đã có thuốc độc của lửa, hoa lửa và súp lửa. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bay về thôi. Con rồng nó nguy hiểm quá. Oh my god. Mạnh thì mạnh thật nhưng mà nó vẫn nguy hiểm một phần nào nhá. Mình mất cái này đi đã. Ow, đau quá. Rồi, chúng ta sẽ spawn con rồng ở mặt phẳng để mình bay về cho khỏe. Rồi. Hay nhá. Hay. Rồi, chúng ta về thôi. Wow. Ok, về thôi. Ồ, đây là quá. Mình phải bay xa cái làng thật. Không nó lại ngồi tắc quái nữa. Rồi, đây rồi. Xuất. Rồi, ồ, hèn quá. May mà có cái này á, không nó lại bay lung tung nữa. Rồi chúng ta đã có... Mà cái này không biết nó có thể chế tạo cho mình được cái kiếm lửa không ta. Mình phải ngồi xuống vì nếu các bạn đứng lên nó sẽ bị trừ máu. Đấy. Ok, mình sẽ... Đi đây. Mình sẽ cho ba cái luôn nhở. Ok. Cái này nè. Cái này nè. Cái này nè. Đó. Ba cái thứ này trong bàn chế tạo đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đợi thôi. Không biết nó sẽ ra gì đâu. Không biết
không biết nó có ra cái kiếm lợm mà. Không biết nữa, chắc mình phải ngồi chờ thôi. Không biết cái nó có chưa ta. Thạch. Ôi có nè. Oh my god. Ôi cái kiếm lửa nè. Wow. Ôi sáng. Ôi cái đây là cái kiếm lửa này các bạn ơi. Wow. Ôi nó sáng chói quá. Oh my god. Ôi nó sáng thật đó. Ôi không ngờ mình có cái kiếm lửa này luôn á. Trời. Wow, chắc mạnh lắm đây. Bây giờ mình đã có kiếm lửa rồi, dòng lửa rồi. Ủa? Ủa đó là tiếng cắn rồng mà. What the? What the? What the? What? Đây là con rồng, rồng ác mà. What the? Ủa sao có hai con rồng đây? What? 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 Ủa tên kia con ai vậy? Ai vậy? Người là... Mày nói ta. Ủa người đó làm gì làm ta vậy? What the heck? Tao là người mạnh nhất trong làng, ta có tiếng nói hơn người. What the? Đúng rồi, đây con rồng ác, con rồng tiêu diệt nó, ngươi đừng. Con rồng này, không được. Ui. Bà đây, Ui. Ôi, ủa sao con rồng nó to vậy? Sao? Ủa, em khoa đã, ta nhờ đó là áo giáp của rồng lửa mà lần sau ngươi lại mặc nó. What? Ngươi không cần biết. Ta thì, ta mạnh thì ta có được, đó là chuyện bình thường. Hả? Ngươi muốn tới làm ta xâm chiếm gì? Ok, bây giờ solo không? Hả? Sao? Chắc là sợ mi. Nếu mà mi đoán thì cái bộ giáp này muốn thuộc về mi. Ồ, vậy luôn á. Ờ, ta cũng chốc người. Ok, chuẩn bị nhá. Đợi tới ta lên rồng. Rồi. Ủa, sao con rồng nó to vậy? Ủa, sao thắng đi? Ok. Mình đã có con rồng mạnh nhất rồi, mình sẽ không có sợ nó, ok. Hey. Ôi da. Ôi không. Ủa, nó mạnh quá. Mày chạy đâu vậy? Bình tĩnh. Ôi, con rồng nó mạnh thật á. Đợt đi làm có giải lao thôi mà. Ui. Ui. Ui, không chống, Ui. Ui, khó chống thật luôn á. Ui. Ui, chúng ơi. Ui. Ui, chạy. Chết đi. Không được. Con rồng này quá mạnh. Ôi, nó lại lòng lửa à. Chạy. Ui, tại sao thơ? Chạy ơi, mặt quá. Lửa. Ôi, con, mặt quá. Chị thua chưa? Chưa. Ta nhất định phải bảo vệ cái làng này, không để người tắc quá tắc quái được. Ui, nha. Tắc quái á. Ui. Ta là người có tiếng nói nhất. Ui, nó mặt thật. Ui, không được, con thông mình không thể khả năng chịu được nè. Ok, mình phải nói gì đây mới được. Ê, con rồng kia. Sao? Dừng lại. Chuyện này ta mất công bằng. Bởi vì ngươi thu phục con rồng ở lại đi. Kể đi, giờ sao ngươi muốn gì? Rồi, đâu nói là con rồng ngươi quá mạnh nên ta nghĩ ngươi với ta nên solo với nhau không? Con rồng quá mạnh ngươi rồi. Ngươi nghĩ cái... Ngươi... Ờ, nó bay đâu rồi? Ngươi có xong. Nghĩ mà ngươi có thể thắng ta. Con rồng của ta thì nó bay đi vòng vòng thôi thì... Ồ, vậy luôn đó. Ôi, sao con rồng nó to vậy? Tại sao ta? Polo. À, tao có thể giết được ngươi. Nghĩ bây giờ đây, ngươi thể bắn thoải mái. Tao đã sợ. Ui, ủa, không chết à? What the? Ta đây, bắn ta đây. Ủa, sao không chết nữa đây? Bắn ta đây. Cái mình chỉ có cách thôi. Trời ơi, sao giờ? Cái kiếm lửa à? Tao có kiếm lửa ấy. Ngươi muốn gì hả? Hả? Ngươi đây là cái kiếm băng ra cũng vừa lấy xong. Ok, cũng tiện lấy cầm hai cái kiếm nó cũng ngon. Bắn ta à? Ta nói giỏi cùng có người trả giúp. Trời ơi, sao? Ok, bây giờ mình chỉ còn cách chạm ra thôi. Ok, ta xin lỗi người nhưng mà cái này hơi xấu tính một tí chứ mà. Rồi, đúng rồi. Ta sẽ giết được người. Bây giờ ngươi chuyển thôi nha. Oh my god. Ủa, tức là... What? Ok. Ôi, tức là mình đã thắng thằng kia rồi á. Oh my god, mình thắng được nó rồi. Yeah. Ôi, không ngờ luôn á. Ồ, mình có sợ cái kiếm băng luôn các bạn ơi. Oh my god. Một cái kiếm lửa, một cái kiếm băng. Wow.
Ok. Ok, cảm ơn Rồng nha. Ok thì mình không biết nói sao nữa, nhưng mà Rồng ơi, nghe lời ta nhá. Ok thì tôi đang kiểu hoang mang một tí nhưng mà ok thì mình nghĩ video mình chỉ như thế này thôi, thì mình đã tiêu diệt được con rồng độc ác ở trong cái làng mình, và mình đã thu hoạch được một cái kiếm mỏng, cái kiếm rồng và bộ áo giáp rồng nữa. Ta-da! Ok thì các bạn đã xem video này, thì các bạn thấy video của mình như thế nào, thì mình thấy nó hơi dài một tí nhưng mà ok thì mình rất xin lỗi mọi người thì yeah, so nếu các bạn muốn làm video gì tiếp theo thì các bạn đừng quên lại nút đăng ký, nút like và đừng quên bình luận phía dưới nếu các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì bye. À và đừng quên subscribe cho Yachobi nhá. Ra rồi. Chả tài cái cục kiếm này á. À còn lâu nghĩ là ai vậy hả? Thí chủ nghĩ thí chủ là ai vậy? Tài không những người. Ồ tài không người. Ok bye. Nào. Sao trong người chết.